biết cái cách gì mà làm giàu cho đỡ khổ không thầy? Trước khi làm giàu thì bản thân của con người cần phải có những cái đức tính gì thầy? Thì nói thứ nhất là nghèo mà mình biết nhẫn nhịn nè, rồi mình phải khiêm tốn nè, rồi mình không có đi tới đâu mình không có săn không có si nè, rồi nghèo mình phải chấp nhận cái nghèo nè, rồi mình phải nghèo là cái gì, mình ai nhờ gì mình cũng giúp, ví dụ nhà người ta khổ lại lợp nhà kế bên họ khổ cũng giống mình nè, ta nhờ mình lợp mái nóc nhà nè, sửa nhà phụ gì mình phụ mốt nhà người khác, cái người ta là phụ mình. Giống như hồi xưa nhà đá đi, hãy nói cái xóm ấp Lăng Cát này ở Củ Chi nè, hồi xưa cái nhà này là người ta lợp chi, nhà này vừa bị dột phải không, cái người ta mua được lá với chanh người ta lợp lên cái nhà kia lại đóng đinh phụ lợp, mà lợp làm cái sườn nhà xong rồi lợp lá lợp chanh nữa, thì nhà này làm xong cái tới ngày sáng ngày mai người ta kháo ra hết bị dột á, từng nhà nguyên cái xóm nó ngày nào cũng đi làm phước một nhà, chia nhau và làm để chi có qua có lại đó. Rồi lúa cũng vậy nữa, cái mùa người này cho mượn giống qua giống lại đi cấy cái lúa, người khách nếp người gạo người đi cấy đi bừa, còn người có tiền giàu hơn thì mướn tại nhà nhổ cỏ nhiêu, đi cấy nhiêu, đi bà đi nhổ mạ nhiêu, rồi đi nhổ cỏ, rồi đi bón phân, đi giải phân, rồi đi cày đi bừa, rồi mùa lúa đi gặt đi hái lúa đi cắt lúa rồi đi đập lúa rồi đi nói tóm gọn nhiều cái phương tiện giác mướn bóc giác lên bờ, thường cho bờ ruộng xe đâu mấy cày hay xe hơi đâu chạy vô, thấy mướn người giác ra ngoài đường thì mới để lên xe mấy cày hay xe hơi rồi mới chở về nhà mình phơi được. Thầy nói nhiều cái nỗi cảnh nỗi khổ mà bằng nông mình nhiều nỗi cảnh trồng trọt rồi. Có mùa mưa nè, thầy nói nhiều cái cây lớn nha, ta sợ bị gãi cây nè, ngã cây lật cây nè, rồi nhiều cái gió nó gió mạnh quá nó cũng bị nguyên một cái dàn cây bị ngã nghiêng hết luôn, cây gì cũng bị gãi bị gió nó gió thì cái hoàn cảnh nỗi khổ đó, thì trong cuộc sống này chúng ta thấy cái nỗi khổ cuộc sống làm cái gì cũng vậy. Thầy có nào đi từ thiện trong mấy ngõ miền Trung được không thầy? Thì nói tóm gọn mấy năm trước thầy có thời gian, rồi thầy vận động các Phật tử được nhiều, mà mấy năm nay người dân khổ nè, rồi nhiều cái cuộc sống họ không có công ăn việc làm có khắc nghiệp nè, rồi kế tiếp nữa đi vận động giờ khó, rồi thầy hiện giờ tiếng nói bị tai tiếng nhiều quá, người dân không có yêu thầy gì trơn. Thầy có gì đâu mà tai tiếng ta? Thầy có ai thương chứ không? Thấy thầy đi ra ngoài không? Ai chi chụp hình ngưỡng mộ thầy á? Thì thầy nói cũng có người này người kia. Thầy nói sống đi, người này ghét cũng có người thương. Có nhiều người khùng điên mà mấy thằng đẹp trai yêu á. Còn mấy đứa mà xấu đen mà người ta cũng yêu. Rồi mấy thằng trai xấu nhưng mà cô gái đẹp cũng yêu. Nó có cái gì sao? Thấu dây tấu cổ hoặc cái gì nó có cái gì đó làm không muốn được những cái khoái sao? Đúng rồi. Người ta nói là tại sao mà nhiều người xấu mà người đẹp nó yêu, mà nhiều người con gái miệng trai cũng đẹp, tay nói không nói được. Người khích nụ cười có duyên, người khích ăn nói có duyên, người khích ga lăng, người khách chịu chơi, người thì chơi sang, người khích chồng mình thấy gì ít ăn ít nói rồi ăn và mang uống ngay là tiết kiệm á. Người mỗi người có khách khích một mẫu người, người khích người mập, người khích người lớn con, người khích vừa chung chung vừa vừa gọn gọn, người khích xấu lấy nhau, còn người thì tìm người thật cài đẹp, còn người gì tiền, nhiều khi mình xấu mình có tiền nó cũng nhào vô, ông già nó còn hốt, bà già nó còn hốt, nói gì tự trẻ không có chuyện nhỏ. Hãy nói có nhiều thanh niên mới có 18 mà nó lấy mấy người 50, 60, 70, nó không phải yêu mà nó lấy để làm gì? Làm gì vậy? Làm tiền, nó tóm gọn không phải gì đồng tiền mà người kia người ta cũng biết chấp nhận. Mình có tiền mình nói dụ thanh niên trẻ chị không? Yêu vì tiền và tài sản chứ không phải yêu lấy vợ chồng. Ta nói trẻ nó yêu nhau mà thấy trẻ mà yêu già, già yêu trẻ rồi thì thầy nói là mục đích là gì? Là tài sản. Phải không? Chứ không phải mục đích yêu bằng tấm lòng thật sự. Nhưng mà là khi mà ở nhau, nếu mà già đã đẻ con
và thấy Phương thật sự tiền xài thoải mái thì nó yêu thiệt. Còn nhiều người chưa chắc mà thấy giàu vậy mà ở cũng thôi, nhiều khi cũng thôi. Mới đầu thì nó về tưởng đâu là người giàu đó sẽ ăn được, xài được, mà về chợ người đó rất gì ăn, không ăn uống rồi đi không đi chơi, không dám đi chơi, cứ làm tiền vô cả đóng gỡ ngân hàng mà ăn không dám ăn. Hay nói đừng nói người giàu mà họ xả tiền đâu, nhiều người họ đi với mình đi cà phê, họ vô quán họ mua nước lọc, họ mua họ không uống, họ ngồi chơi. Nè nhiều người đến chùa hay quán cà phê có mấy ngàn mà họ có uống đâu, họ đứng ngoài đường xe họ không gỡ nè, rồi vô chùa họ cúng dường họ cũng cúng, đừng mà thầy nói họ rít, họ tiết kiệm đến tiệm đến nỗi mà ăn không dám uống uống, giờ đi làm họ còn dở cơm heo nữa kìa, tiết kiệm đến đó. Thầy nói những người giàu kìa, trời ơi công nhân thầy nói gì nữa, đã nghèo là đã phải dở cơm đã đỡ tốn mấy chục ngàn ngày, còn thầy nói nhà ta nhà lầu xe hơi mà những người đại gia kìa, người ta dở cơm hùng heo á. Rồi con ta nói gì không? Nè, à, nghe, người ở ta nấu ngon, còn ấy là đề tớ, người phục vụ căn nhà. Giàu là ta có người ở hết nha. Người ở nấu ngon thì không thấy đâu. Chứ người ta nói không phải tiết kiệm đâu nha. À, không phải người ta không bỏ tiền mua đâu nha. Mà ý do là người ta có người ở nấu cơm, giặt giũ nè, phơi đồ nè, ủi đồ nè, nấu cơm nè, nấu đồ ăn khất uống nè, rồi tứ bông tứ kiển lau nhà giặt đủ cái gì có ngựa làm tắt tắt hết, thì người ta đâu hay thấy người ta đâu có gì mà để khổ rồi đâu, ta bỏ tiền ra ta sai kiếm. Còn nhiều người cũng sang lương 10 triệu mướn ngựa hết 4 triệu thành phố, hay nhiều người hai vợ chồng lương bao nhiêu mà mướn ngựa đúng không, làm biến đó nè, sáng mai đánh răng mà còn làm biến súc miệng nữa kìa, ở đường đấy à. Và thiệt luôn á, tắm mà nó còn làm biến tắm nữa, sợ hao nước, sợ hao sầu bông, ba ngày tắm ngày thầy. Đấy nhiều người họ rít á, thiệt không phải dễ giỡn đâu, họ nói xong tắm sầu bông lúc này nó mắc, nước lúc này hả tính khói, ngày hai ngày mình tắm lần chưa, mà tắm không phải đổ nước nhiều đâu, nó làm cái vòi nước nha. Tao thầy thì nó lâu không biết sao sói hết, nhiều người nó chế cái vòi á, nó đứt nó sợ hao nước á, nó làm bún làm như tứ kiển nè, đúng rồi, nó làm cái vòi tia có chút xíu vậy. Rồi nhiều khi cái vòi vô vòi mà tao nói trời đã cư vòi mà nó nước cái gì nó không trời á. Thầy nói giờ có nhiều cái cảnh khổ mà nó đứt lắm. Thằng tôi lặng đặng mà lao đao, có ai thương tôi không, có ai yêu tôi. Người ta nói giờ khổ với con ơi, trong cuộc sống này khi nào thầy được sung sướng đây các con, hỡi các con ơi, các con làm gì cho thầy sung sướng nhất và khỏe nhất và hạnh phúc nhất. Học tiêu lên đâm bóp vai anh thầy liền bóp sống vai, như ta nói lại. Sống như thế này sống làm gì các con, sống mấy chục năm nay đó sao đâu. À, hồi xưa giờ khổ biết bao nhiêu thầy sợ thầy chịu khổ được chịu đựng được, mà giờ khổ khi một chút nữa mà khổ không nổi sao. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. À, rồi nhiều người cái mùa này nha đi làm không có tiền đi buôn bán không được á, muốn nhà trọ khá không biết nhà trọ nó lấy quần áo nó có dục ra đường không ta. Khổ quá. Khổ. Đủ bán. Đủ gì? 2 tháng rồi không? Nợ nhiều khi nợ không trả, 2 tháng không trả nữa. Nhiều người hả, năn nỉ hoài mà không trả 3 tháng, 2 tháng. Mà chẳng nhừng nó cùng quýnh lợi chủ, nó cầm dao, nó chém chủ luôn. Có nhiều người nó ở với nhà trọ nó không trả tiền, mà nó tướng nó bự con hay là cả gia đình nó ra nó tấn công người chủ luôn, nó tát còn quýnh còn khầy khấy rồi đó. Nhiều đứa nó ở trọ mà nó ác lắm, nó không trả mà nó còn chủ nói nó đánh hoặc nó hung hăng á, thầy nói không có, nó chống cự. Trời ơi tôi xe để dưới sân bay chưa lấy được nữa kìa. Thầy người ta nói là
Câu cao nó thầy bắt bỏ được mà. Cái câu này không chấp nhận được. Thầy nói giống như vì giờ thầy nói một vì 100 cứu 1000 người hay vì 1 người. Con cứu số đông hay là con cứu có 1 người? Nhiều người khổ vì cha mẹ, nhiều người khổ chồng. Ta nói như họ nghèo mà hỏi nè, uống rượu từ sáng tới chiều, không đi làm mà có đi gì còn đánh vợ đánh con. Người ta vợ làm cực khổ về bắt mua rượu cho uống, làm mồi cho ăn, tối ngủ chăn mùng cho ngủ, rồi xong nó uống xong nó ói nó mửa lao quét dọn. Đàn ông vậy có kiến thức cao rồi đó, mà nhiều khi nó còn đập đồ đập bạc gương chén bát gì đập bánh chành hết, rồi cái ngày mai mua cái khác. Con thấy cái cảnh khổ nhiều gia đình đó. Ta nói mày có chồng vậy mà mày phải rồi mày có vợ, có nhiều cô gái nhân trời hấp hốt nhậu cũng quậy lắm á, xâm đại người luôn về đánh chồng. Ta nói những cái cảnh, ta nói đàn ông đánh phụ nữ là tao thấy nhiều, mà tao nói thấy nhiều phụ nữ đánh bằng ông còn cái cảnh còn ghê gớm hơn. Nó nhiều mạnh đó là thầy. Ồ nó nhéo chủ nha nha chủ trời. Nhéo nó ngắt luôn rồi, có đau đâu. Rồi nó lừa cái chỗ nhờ cái đá này. Bây giờ anh muốn để cái chỗ đó chơi tốn hay không? Gọi chơi. Đó, thầy nói giờ nhiều cái cảnh nè, nói là họ nghèo mưa gió vậy chứ cũng nhận nhiều lắm. Bảo lột đói dần chết nhưng mà họ cũng nhậu à. Không tin gì tụ họp 4-5 nhà ngay đó. À, có nơi thì cờ bạc à, chơi tứ sắc, tao quýnh bài, chơi những gì cờ tướng, rồi gì chơi những cái gì mà ngựa gì, nó làm cái cây có cái đầu ngựa vậy nè. Ờ, rồi chơi bù cua, người chơi đá gà, đá dế, đá cá, rồi chơi bắn bi, ở người chơi gì đủ thứ hết trơn. Thầy nói cái cảnh mà ăn chơi, thầy nói cái mùa này thầy nói khổ, đã khổ rồi mà họ không có chịu khổ. Mong tin mưa càng gió nó còn rượu 4-5 người lại uống rượu. Uống rượu rồi con ca nó hát nè. Đứa thầy lấy chén lấy nồi nó vỗ rầm rầm vậy. Đó. Lấy chén mà nhiều người gõ cũng hay lắm nha. Lấy chén, lấy đũa. Gõ lên âm thanh luôn. Còn nhiều người hát giọng hay nữa nha. À, mùa con nó cao xuống nửa mét mét nha không? Yeah. Làm cái tẩm ỉa nha, đã lắm nha. Mà cái mùa mưa này nước nó sát cái nha. Không biết cái cây gì đó lòng không biết cái con cá nó nhảy lên nó rỉa. Nó ăn cứt nó không ăn mà nó rỉa cái cây gì của mình á. Nhột nhột ngứa ngứa nó cắn. Ôi có đứt không? Không? Cảm giác chắc thê lắm rồi thầy. Ờ, con cá mà nó lên bay lên làm một bụm. Ở lòng không đó, thầy nói giờ trong vấn đề hiện nay nè, có nhiều người á họ cứ thương và không thương, khổ và không khổ, mảnh đời bất hạnh, có mấy ai khổ vì ai? Thầy hát thì thầy thôi tự hát mà hát. À, rồi khóc lóc van xin đau khổ. Thầy nói mùa mưa này mùa là cay đắng, oai nghiệt, khổ sở, đau buồn, rầu rĩ, nhà cửa thì ướt nè. À, rồi nước thì dâng lên ngập nhà ngập cửa, rồi những cái bức tường mà nhà rỉ nước vô, rồi nhiều trên to nó nha, nó lủng á, nước nó cứ nhiễu xuống, lấy chỗ này hứng chỗ kia che, chạy qua chạy lại. Thầy nói khi nỗi khổ mà khi nhà nghèo với nhà bị dột vậy nát, khổ vô cùng.